Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Sài Gòn. Mặc dù không trực tiếp xuất hiện tại triển lãm Moto Show 2022 tại Việt Nam, tuy nhiên ở đây thì không khí cũng đang rất là tưng bừng với hãng xe VinFast khi họ đang tổ chức buổi lấy thử những dòng xe điện của mình, trong đó nổi bật nhất là dòng xe điện VF8. Đây có thể nói là buổi lấy thử lần thứ hai mà người dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội tiếp xúc với dòng xe điện này. Hãy cùng lắng nghe một số ý kiến của người dùng sau khi lấy thử dòng xe này nhé. Vậy đầu tiên chắc anh giới thiệu một chút về bản thân của mình. Anh tên Đức, anh hiện tại anh đang sử dụng xe xăng Honda City, thì hôm nay đi thử để trải nghiệm thử cái xe điện nó như thế nào, thì trước giờ anh chưa chạy xe điện. Thì với xe điện này thì anh thấy nó về mặt công nghệ so với giá tiền thì nó vượt trội so với các mẫu xe xăng hiện tại, tại nó có nhiều tính năng tự động, nhưng mà có nhiều cái tự động thì mình chưa điều khiển chưa quen á, như là chỉnh gương hay chỉnh bất cứ gì cũng là chỉnh trên màn hình cảm ứng hết. Thì có mấy điểm gì chưa quen, còn về tăng tốc thì tăng tốc động cơ tăng tốc nó nhanh hơn xe xăng. Chế độ sport của nó thì nó rất là mạnh. Trong cái đoạn đường chạy thử này còn hạn chế thì chưa có thử được hết, nhưng mà cảm nhận là tăng tốc nhanh và mạnh. Nhưng mà vấn đề anh còn lo ngại là về pin và cái khả năng mà sử dụng lâu dài trên đường á. Đây là lần đầu tiên anh thấy là xe VF8. Thì không biết là anh thích nhất cái công nghệ gì ở trên cái dòng xe điện VF8 này? Thứ nhất công nghệ là đầy đủ hết tính năng mà của xe sang, mà tầm giá tiền thì không có. Thì nói chung là cái hoa lăng này nó chạy trở lực tốt hơn cái hoa lăng xe xăng, đúng nhẹ hơn. Nó không có đã nữa. Đây là lần đầu tiên mà mình lái thử xe điện, thì cảm nhận đầu tiên của mình là mình rất là thích cái sản phẩm xe điện của VinFast. Mà mình cũng là một người thích lái xe, cho nên cái cảm giác lái xe đối với mình rất là quan trọng. Thì cái việc mà lái một cái xe điện mới của VinFast của Việt Nam sản xuất thì làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng và mình rất là thích, và chắc chắn trong tương lai mình sẽ sở hữu một chiếc xe điện của VinFast. Đối với anh quan tâm tới VF8 hơn là VF34, tại vì VF34 thì cái pin thời lượng họ công bố chỉ có hơn 200 cây số, thì anh không có yên tâm với cái mức như vậy. Thì với tầm khoảng 400 của VF8 thì anh nghĩ là đáng để trải nghiệm hơn. Chắc xe này thì không đủ gia đình đi VF9 rồi. Anh đang đợi VF9. VF9. Thì hôm nay thì trải nghiệm VF8 này để cho biết coi là tốt không? Điện này quá tốt rồi. Hiện tại thì chị đang thích nhất cái tính năng hay cái công nghệ nào ở trên xe của VinFast? Hiện tại hả? Thì mình thấy là cái cảm giác lái là mình rất là hài lòng. Ngoài ra thì theo mình được biết thì VinFast có những cái tính năng như là nhận diện biển hiệu, nhận diện biển hiệu tốc độ. Thì đó cũng là một tính năng rất là cần thiết và mình cũng rất là thích. Hay là cái tính năng mà có thể điều khiển xe bằng giọng nói thì nó rất là tiện và nó sẽ giúp cho cái người lái cảm thấy an toàn hơn trên đường. Theo những gì anh thấy thì với cái quá trình mà VinFast đang phát triển tại Việt Nam, thì anh dự đoán như thế nào về tiềm năng của VinFast trong tương lai, cũng như là những mẫu xe điện tại Việt Nam nói chung trong tương lai sắp tới? Anh nghĩ có vấn đề mà VinFast phải giải quyết là vấn đề chạm sạc, và phải đưa cho người dùng trải nghiệm thực tế về cái thời gian sử dụng pin. Thì tại vì hiện tại anh nghĩ là mọi người đều lo ngại là về thời gian sử dụng, do là nếu mà mình đi xa không có chạm sạc thì vấn đề mà hết pin ở giữa đường á là vấn đề mọi người đều quan tâm. Và thứ hai là về mặt độ bền của động cơ và vấn đề bảo dưỡng sửa chữa. Thì anh thấy ở trên xe này trang bị họ làm cũng rất là chỉnh chu về nội thất và ngoại thất, nhưng mà không biết là các thành phần đó nó có bền hay không, và sau này vấn đề sửa chữa như thế nào. Mình được biết là VinFast có những cái định hướng về môi trường, và mình cũng là một người sống theo cái xu hướng là nghĩ rằng sống xanh, cho nên là mình rất là ủng hộ cái xu hướng xe điện của VinFast. Ngoài ra thì đây cũng là một cái thương hiệu của Việt Nam, cho nên là mình nghĩ là những người Việt Nam mà đang sống ở Việt Nam thì sẽ cảm thấy rất tự hào về một cái thương hiệu toàn cầu của đất nước mình, thì nên
ủng hộ thương hiệu Việt Nam chất lượng cao. Như các bạn thấy thì đã gần giờ trưa rồi nhưng mà không khí tại cái buổi lái thử nghiệm dòng xe điện VF8 vẫn đang rất là sôi nổi. Rất nhiều người dùng vẫn đang chờ đến lượt mình để có thể trải nghiệm dòng xe VF8 này. Và có lẽ rằng VinFast họ vẫn đang đi rất là đúng hướng với cái việc cho người dùng tại Việt Nam một cái cơ hội tiếp cận gần hơn với dòng xe điện của mình. Và nếu mà các bạn cũng muốn trải nghiệm tận tay chiếc VF8 thì mình có thể đến ngay số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7 nha, để mình trải nghiệm dòng xe này. Thì sự kiện này diễn ra ngay kế bên Việt Nam Motor Show luôn, thì mọi người có thể đến trải nghiệm. Và thời gian trải nghiệm sẽ kết thúc vào 8 giờ Chủ nhật tuần này. Mong là mọi người sẽ nhanh chân và đến trải nghiệm VF8 nhé. Còn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.